Ở clip rất là ngắn này thì mình sẽ mang đến cho mọi người những dự án có tiềm năng airdrop rất lớn và trong khoảng thời gian gần sắp tới. Anh em nhớ xem hết clip và cố gắng thực hiện ngay nha. Hello tất cả anh chị em, welcome mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Tip Crypto và mình là Nhất Huy đây. Chúng ta có thể thấy rằng những ngày gần đây các dự án airdrop thì một khối lượng tài sản rất là lớn đúng không? Và liên tục các dự án được listing trên các nền tảng sàn tập trung lớn và được đánh giá rất là cao. Kể gần đây nhất thì có cái dự án Pixel đó, anh em trải nghiệm miễn phí thì cũng nhận được mỗi một ví đâu đó khoảng một vài trăm cái đồng Pixel. Hoặc là nếu mà chúng ta vào trong rank và vào rank rất là dễ nhá, thì mọi người sẽ nhận được từ 6.000 đồng cho đến khoảng tầm hơn 10.000 đồng Pixel với cái giá là khoảng tầm 0,5-0,6 đô la thì mọi người cũng nhận được vài nghìn đô đó. Đó là một cái dự án gọi vốn rất nhỏ nhá, nhưng mà airdrop lại cực kỳ lớn. Và ngày hôm qua thì lại tiếp tục cái đồng STRK Sacnet đó, đã chính thức listing tất cả các nền tảng sàn tập trung lớn. Và đồng coin này thì cũng đã có chương trình airdrop mà chúng ta cũng đã trải nghiệm một khoảng thời gian vừa qua đúng không? Anh em nếu mà chúng ta chưa claim ấy, thì mọi người có thể claim ngay nhá. Cái link và mọi thứ mình có để ở dưới phần mô tả của video. Và trong quá trình claim thì nó sẽ có hai câu hỏi để cho mọi người trả lời đó. Thì ở đây sẽ có đáp án cho mọi người luôn nha. Và sau khi chúng ta claim được về ví thì anh em có thể chuyển lên các nền tảng sàn tập trung như là Binance hoặc OKX hoặc là MAC để chúng ta có thể là bán trực tiếp luôn. Thời điểm hiện tại mình làm clip thì đang có giá khoảng tầm 1.9 đến 2 đô la. Ngày hôm qua thì ATH rất là cao, khoảng tầm 7 đô, thậm chí là cả 10 đô nha. Ok, thông tin về Sacnet thì mình cũng đã cập nhật cho mọi người một clip đây rồi. Và chưa hết tin vui đâu, ngày hôm nay đây chúng ta lại tiếp tục đón nhận thông tin liên quan đến airdrop của dự án Smart Layer, là một cái dự án raise vốn được 20 triệu đô la và cũng đã có công bố thông tin listing trên nền tảng sàn OKX Bybit và chắc chắn là Binance cũng sẽ listing sớm mà thôi vào ngày 23 tháng 2 sắp tới nhé. Thông tin về airdrop đã được confirm trên Twitter chính thức của dự án, mình đã chụp lại cho anh em ở đây và 2% tổng công token thì sẽ được snapshot và cung cấp cho mọi người đó. Xin được chúc mừng tất cả anh chị em chúng ta đã theo dõi kèo này trong khoảng thời gian vừa qua mình đã hướng dẫn cho mọi người đó. Còn bây giờ đây thì ở trong clip ngắn này mình sẽ tổng hợp lại nhé. Mình sẽ tổng hợp lại đó cho mọi người những dự án mình đã hướng dẫn cho mọi người trong một khoảng thời gian ngắn gần đây. Và nếu mọi người xem xong clip thì mọi người cố gắng làm ngay nha. Ok và như thường lệ thôi, chúng ta cảm thấy clip của mình hữu ích hãy thả cho mình một like. Đồng thời subscribe kênh YouTube và nhấn vào thông báo lên nhé để không bỏ lỡ qua tất cả những nội dung quan trọng từ thị trường này. Và anh em nhấn sub thêm kênh channel Telegram của mình là cái kênh chính để chúng ta có thể cập nhật nhanh nhất về những biến động của thị trường. Những kèo airdrop mà mình không lên kịp cho mọi người trên nền tảng của YouTube á thì mọi người sẽ cập nhật rất là nhanh nhé, kể cả phân tích về altcoin on chain và kể cả Bitcoin cho mọi người trên này luôn. Và nếu mà chúng ta chỉ tham khảo về trading á, về các cái kèo trade ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, hold đồng coin nào tiềm năng ít nhiều tài khoản thì anh em có thể là join vào trong cộng đồng trading. Hiện tại thì cộng đồng này mình mới lập khoảng tầm 2 tháng mà thôi nha. Tuy nhiên trong khoảng thời gian gần đây nhất và kể cả từ khi lập cộng đồng đến nay, rất là nhiều người chúng ta đã đổi vị thế rồi. Bởi vì rất là may mắn, nhiều kèo chúng ta đã ích tài khoản rất lớn nhé. Ở đây sẽ có thông tin cho mọi người luôn. Hoặc là gần đây nhất thì chúng ta ăn được với WKLD x3x5 tài khoản đó. Hoặc là tương tự như vậy thì có cái đồng Fed cũng mới x2, đồng NMR, đồng Data và rất nhiều các đồng coin khác nha. Thông tin thì mình có để hết ở dưới phần mô tả của video cho mọi người đó. Và chúng ta nhớ follow thêm nền tảng Twitter của mình nhé. Trên này đây thì mình sẽ bổ sung con kèo free hoàn toàn cho mọi người luôn. Và đa phần sẽ là phân tích về những dự án. Anh em có thể thấy đây, mình có con trực tiếp với KLD đúng không? Và cả đồng Fed trên này nữa. Và mọi người sẽ được cập nhật khá là nhiều các thông tin quan trọng ở trên nền tảng Twitter nha. Ok, và sẽ bắt đầu ngay đối với cả dự án ngày hôm nay. Thì ở đây mình có tổng hợp lại cho anh em một cái list rất là quan trọng để anh em có thể tham khảo làm ngay. Đầu tiên thì anh em sẽ tham khảo đối với cả dự án mang tên là Solana Mobile 2 nhé. Đây là một cái dự án nhưng mà chúng ta sẽ có sản phẩm trực tiếp luôn là cái điện thoại đó. Như tất cả anh chị em chúng ta đã biết thì trong khoảng thời gian vừa qua, các hệ sinh thái của Sol liên tục được listing trên các nền tảng sàn tập trung lớn và được đánh giá cao. Như cái đồng Peter là cái đồng Oracle đó và đồng coin đó cũng rất là tiềm năng nha. Sau đó thì có CTO này, có Zoop này và rất nhiều các đồng coin khác. Và hiện tại đây thì còn rất nhiều các dự án ở trong hệ sinh thái của Sol đã build một khoảng thời gian rồi mà hiện tại đây chưa có anh token cũng đang có chương trình airdrop á. Đầu tiên thì sẽ có cái điện thoại Mobile 1 vừa rồi đúng không? Anh em sẽ thấy rằng cái đợt phát hành Mobile 1 ấy thì giá của nó khoảng tầm 1.000 đô sao đó. Mình nhớ không nhầm, mọi người có thể sửa lại giúp mình nhé. Và sau đó thì mọi người không care nhiều lắm đối với cả điện thoại này. Nhưng mà sau đó những ai mà chúng ta sử dụng cái điện thoại Mobile 1 của Solana phát triển trên hệ điều hành của Android đó anh chị em, thì mọi người đã được một lượng airdrop cực kỳ lớn nhá. Anh em có thể là xem đây, gồm có cả NFT và cả token luôn. Và khả năng sau này hệ sinh thái của Sol họ còn có tham vọng rất là lớn đối với cả dòng điện thoại để tiếp cận cho người dùng đối với cả Web3 và Blockchain nhé. Và đây sẽ là khởi điểm đó. Nhưng anh chị em chúng ta sử dụng Mobile 1 thì mọi người sẽ nhận được khối lượng airdrop đối với cả 1.000 đô mọi người bỏ ra mua trước đó.
thì chúng ta được x5, x6 tài khoản cái thời điểm mà AirDrop á. Nhưng mà hiện tại đây thì cái giá các đồng coin này cũng như FT đã tăng trưởng rất là nhiều rồi. Tuy nhiên đối với cả phiên bản 1 thì sẽ có một số các cái nhược điểm nhé. Như là có thể là bị mất điện thoại trong quá trình vận chuyển hoặc là đến tay người dùng thì các cái chương trình AirDrop thì đã snapshot xong rồi đó. Bởi vậy thì Sol đã chính thức tung ra điện thoại phiên bản thứ hai, và điện thoại ở đây thì hiện tại đang cho chúng ta có thể đặt hàng nhé. Với cái giá hôm vừa rồi khởi điểm đó là ở vòng 1 á, là 450 đô la. Và ở vòng thứ hai hiện tại đang diễn ra và chỉ còn khoảng tầm 10 giờ thôi là sẽ kết thúc nha anh em, là chúng ta có thể đặt hàng trực tiếp luôn á. Là cái điện thoại này thì đang có giá là 500 đô la nha anh em, mọi người lưu ý giúp mình. Tuy nhiên nhé, chúng ta sẽ lưu ý này, đó là mình sẽ show cho mọi người xem luôn website mua bán của cái điện thoại này nhé. Điện thoại này đây thì đến tay người dùng là khoảng tầm năm 2025, nhưng mà khi chúng ta đặt hàng xong thì mọi người sẽ được snapshot một số các cái mục như sau, mình sẽ show cho anh em xem luôn nha. Cái mục để chúng ta có thể tham gia được mình vừa rồi cũng mới đặt xong và hướng dẫn cho mọi người tham gia luôn đó. Hiện tại đây nhá, chúng ta có thể nhìn ở trong cái mục đó là reward á, thì sẽ có cái mục reward nhá. Ở cái vòng trước ấy, snapshot đợt 1 ấy, thì sponsor được hỗ trợ cho đợt 1 thì gồm có Backpack là cái sàn hiện tại ở trên nền sinh thái của Sol cũng chưa phát hành token, chúng ta cũng đang sàn airdrop nhá. Có Tensor, Jupiter, Phantom này cũng chưa có airdrop này. Và Solflare đó, Margin ở Eden đó, cái này thì cũng chưa có token luôn này. Và trong đợt thứ hai này đây, snapshot ấy, thì chỉ còn khoảng tầm 10 giờ nữa thôi là sẽ kết thúc đặt hàng nhá. Thì sẽ có những dự án đó là Drip này, Solan đó, Drip này đây thì gọi vốn được gần 30 triệu đô la nhá và chưa banh token đâu. Dự án này rất là tiềm năng luôn, mình cũng sẽ hướng dẫn cho mọi người, giới thiệu cho mọi người phần tiếp theo đó. Ở đây thì còn rất nhiều các dự án khác, mọi người có thể là xem đấy giúp mình nhá. Ok, và nếu mà chúng ta đặt hàng thì mọi người sẽ nhận được gì? Mọi người thứ nhất là chúng ta đặt hàng trong khoảng thời gian snapshot ấy thì mọi người sẽ nhận được cái thông tin ghi nhận đến từ dự án, sẽ có cái token riêng đó gửi về ví của mọi người về sau nhá, và sẽ có các bước hướng dẫn cho mọi người tham gia ở đây. Ở đây thì mọi người có thể là trực tiếp click vào đường link đầu tiên mình để ở dưới phần mô tả của video nha. Kết nối tài khoản Twitter và chọn X thôi. Đây mình sẽ ví dụ cho mọi người nhé. Chứ hiện tại mình đã đặt rồi, bởi vậy thì khả năng sẽ không không có đâu. Ok, ở đây thì mình sẽ click cho vào cái mục đó là Refunder Now nhé. Ở đây mọi người kết nối với cả tài khoản Twitter của mọi người này. Ở đây thì mọi người sẽ lựa chọn đó là Investor. Và dưới đây thì mọi người lựa chọn kéo xuống dưới chọn Việt Nam nha anh em. Tiếp tục như vậy thì mọi người sẽ kết nối đối với cả cái ví Phantom đó. Nói chung thì anh em sẽ đọc các bước ở đây giúp mình. Clip này là một cái clip tổng hợp, mình sẽ không hướng dẫn riêng từng kèo đâu. Kèo nó khó quá thì mình mới hướng dẫn mà thôi. Còn lại thì các thông tin liên quan đến đó, gọi là điền địa chỉ ví hoặc là địa chỉ nhà, thì nói chung anh em sẽ đọc một cái bài post khá là ngắn này nhé, để chúng ta sẽ xem và làm theo bài post luôn nhé. Ok, và xong cái dự án đầu tiên đó, đây là một dự án rất là tiềm năng nhé. Tại sao tiềm năng ấy? Bởi vì hiện tại cái lượng đặt hàng của Mobile 2 ấy đã đạt cái ngưỡng đó là hơn 100.000 lượng đặt hàng rồi, và promo cực kỳ là mạnh luôn. Ở cái Mobile 1 thì chỉ có 5.000 điện thoại được bán thôi, nhưng mà ở Mobile 2 thì hiện tại đang ghi nhận đó là hơn 100.000 lượng đơn order rồi đó. Ok, và đến với cả dự án tiếp theo đó là dự án Eternal nhá. Dự án này đây thì mình đã làm một clip riêng cho mọi người đó, bởi vậy thì mình sẽ không nói lại cho mọi người nữa. Clip đó đây, cái khoảng tầm một ngày mà thôi, anh em nhớ tranh thủ làm ngay nhá. Đây là một cái dự án được trực tiếp Binance đầu tư, và dự án này thì là một cái mảng mới đang hỗ trợ cho các ngân hàng truyền thống thôi anh em. Đây là một cái dự án rất là tiềm năng, gọi vốn được 20,5 triệu đô la và định giá đó là 300 triệu đô. Các bước làm rất là đơn giản thôi, anh em có thể supply cái đồng USDT của mọi người trong đó để quy đổi sang cái đồng USDE đó, và mọi người sẽ nhận được cái sắp, và cái số sắp đó sau này sẽ được quy đổi sang token nhá. Đó là thông tin liên quan đến dự án Ethereum. Và tiếp theo đó là mọi người sẽ chuyển sang cái dự án Trip nhá, chính là cái dự án mà vừa rồi sponsor cho cái vòng thứ hai của điện thoại Solana 2 đó. Cái dự án này đây thì mình cũng mới cập nhật thêm cho mọi người mà thôi, thời gian vừa qua cũng đã nhắc cho mọi người ở một số clip rồi. Dự án này mới raise thêm vốn nhá, vào khoảng thời gian tháng 1 năm 2024 vừa qua mà thôi. Và trước đó thì raise được khoảng tầm hơn 3 triệu. Hiện tại đây tổng raise là 20,3 triệu đô la nha, bởi các quỹ rất danh tiếng trên thị trường như là Multicoin, Jump Trading. Và hiện tại thì nó là một cái sàn giao dịch phái sinh đầu tiên trên hệ sinh thái của Sol nhá. Con này thì nó build khá là lâu rồi, từ năm 2020 cơ. Tuy nhiên hiện tại đây thì chưa phải token, và để làm được cái này thì mọi người sẽ cần phải có tối thiểu đó là khoảng tầm 50 USDC. Tuy nhiên thì khi active tài khoản vào mọi người sẽ mất chi phí đâu đó khoảng tầm 25 USDC rồi. Còn thông tin có được reward lại hay không á thì sau này dự án sẽ cập nhật cho mọi người nhé. Nói chung thì tất cả những cái dự án họ làm thì họ đều có back lại cho anh em các cái phần phí mà thôi nha. Về 50 USDC á, thì chúng ta cố gắng làm sao đối với cả tài khoản là min nhé. Min là 100 USDC, bởi vì hiện tại trên nền tảng của dự án ấy thì rất nhiều người họ đã đép tiền lớn vào trong này để có thể trải nghiệm và nhận được cái point đó. Anh em đã thấy rằng trước đây có một số dự án tương tự như vậy như là GTO hoặc là Peter hoặc là Zoop á, các dự án á, làm về cái mảng AMM Oracle á, bên hệ sinh thái của Sol cũng đã cho một khối lượng tài sản rất lớn rồi. Bởi vậy thì anh em trải nghiệm ít, mọi người sẽ nhận được ít nhưng mà không phải là ít quá đâu, bởi vì cũng có rất nhiều người trước đây trải nghiệm GTO không nhiều đó, tuy nhiên cũng nhận được ở đâu đó khoảng vài trăm, thậm chí là hơn 1.000 đô trên một ví cơ.
Đó thì anh em có thể tham khảo cái này nhé. Và anh em lưu ý giúp mình, đa phần các cái dự án bây giờ nó theo thiên hướng đó là những người dùng chúng ta trực tiếp trải nghiệm trong đó và đốt phí ga. Còn các hình thức như là iJob miễn phí trước đây của một số dự án hoặc gần đây nhất thì có Pixel thì thực sự cũng vẫn có thôi, nhưng mà nó không được nhiều như anh chị em. Đó thì anh em có thể là cân nhắc đối với cả những dự án đó. Thì những cái dự án nào tiềm năng anh em cố gắng trải nghiệm nhiều lên nha. Đó là một cách đầu tư, cũng là một cách đầu tư của mọi người để nhận được airdrop và reward đó. Bởi vì các dự án sau khi mà công bố airdrop ấy, thì đa phần được listing trên các nền tảng sàn tập trung rất là lớn, và đặc biệt thì có góp mặt bởi một số quỹ lớn tên tuổi như này nha. Ok, ở đây thì các bước làm anh em chỉ cần click vào đường link thứ hai ở dưới phần mô tả của video nha. Sau đó thì mọi người sẽ dev cái tài sản của mọi người ở bên hệ sinh thái của Sol và thực hiện trade long short này, hoặc là trade spot, trade swap, add like quick nhé. Và ở cái mục này đây thì hiện tại đến ngày 23 tháng 2 là họ sẽ tiến đến mục thứ hai đó anh chị em. Và tính điểm thì sao, cứ mỗi 1.000 đô nhá, vôn á, thì mọi người sẽ được quy đổi sang 1.000 cái ticket, cái vé để anh em quay pool nhá, và mỗi một tuần thì sẽ có 2 triệu pool point đó. Ok, và mọi người sẽ click vào đây, mình sẽ show cho mọi người xem về cái hình ảnh đi, bởi vì đa phần cũng khá là dễ thôi, không khó đâu. Anh em sẽ kết nối đối với cả cái ví Soulflare hoặc là Phantom nhé. Mình khuyên mọi người chúng ta nên sử dụng cái ví Phantom này này thì anh em sẽ trải nghiệm ok hơn đó. Sau khi mà kết nối xong thì ở đây sẽ có các mục liên quan đến trade, long short, spot, swap đó. Anh em cố gắng trải nghiệm liên tục ba cái mục này. Chúng ta cứ làm một lệnh long short và mọi người lại đóng lệnh, sau đó thì mọi người lại thực hiện tiếp tục đối với cả lệnh spot hoặc swap nhé. Đó là hình thức để chúng ta có thể là trải nghiệm. Và ở đây sẽ có một cái mục point đó, hiện tại tài khoản này mình mới active thôi cho nên là không có point gì cả đó. Thì hết cái khoảng thời gian đó nó sẽ tính rank của mọi người và tính point đó để cho quy đổi cho mọi người nha anh chị em. Và chúng ta sẽ nhận được cái ticket để quay cái point này, và airdrop tiềm năng của cái dự án gọi vốn gần 30 triệu là một cái dự án rất là ok cho mọi người tham khảo. Đây sẽ là một dự án mình cũng nhấn mạnh cho mọi người luôn đó, chúng ta không nên bỏ lỡ qua trip nhá. Ok, và dự án tiếp theo ở trong clip này đó là dự án Backpack nhé. Dự án Backpack là một cái nền tảng sàn giao dịch hiện tại đang phát triển ở trên hệ sinh thái của Sol, và thời gian để tính vốn chúng ta có thể snapshot được cái point và quy đổi token airdrop ạ, thì mới bắt đầu vào ngày 14 tháng 2 vừa qua mà thôi, hiện tại chúng ta làm được bình thường nhá. Và có một cái ưu điểm đó là hiện tại cái sàn này á thì chỉ cho chúng ta có thể là trade về spot, bởi vậy thì sẽ không có future, anh em sẽ tránh được rủi ro đó, và nó hỗ trợ trực tiếp bởi mạng lưới của Sol. Bởi vậy thì anh em có thể là tạo tài khoản nhé và cứ được link thứ ba ở dưới phần mô tả của video đó. Ở đây anh em sẽ điền mail, điền password và confirm là password, và mọi người sẽ cần phải KYC nhé. Và đây sẽ là cái giao diện chính này, anh em sẽ deposit vô tài sản trong này nhé, thì gồm có Sol hoặc là các cái đồng coin hiện tại chúng ta đang có trên ví nhé, anh em dép vô trong này và mọi người sẽ thực hiện các cái lệnh trade ở đây. Đó, ở đây thì sẽ có cái lệnh trade cho mọi người mua bán giao dịch nha anh chị em, mua và bán liên tục trải nghiệm như vậy, làm sao cho vốn của anh em tăng rất là cao, trên 1.000, trên 10.000 là ok nhất nha anh chị em, đối với cả cái dự án Backpack đó. Ok, và anh em cũng có thể là mời thêm bạn bè ở trong cái mục là setting nhé, chúng ta có thể tạo một cái thông tin riêng như là cái sàn giao dịch bình thường nha. Và tiếp tục đối với cả cái dự án tiếp theo ở trong clip này á, đó là cái dự án Mon và Gombo. Đây là hai cái dự án GameFi rất là hot và tiềm năng thời gian vừa qua thì chúng ta cũng đang bắt đầu trải nghiệm và làm đó anh chị em. Nếu mà chúng ta đã bỏ lỡ qua đợt airdrop vừa qua của Pixel thì mọi người cần phải làm ngay Mon nha. Bởi vì cái dự án Mon ở đây cũng đã công bố token Nomex ạ, trong đó thì có đến 29% tổng cung của cái đồng Mon sẽ dành cho cộng đồng Pixel Mon, và cơ hội rất là lớn cho mọi người tham gia trải nghiệm nhé. Nó đã xác nhận quy đổi point sang token Mon đó. Dự án này đây backer bởi một số các cái tên tuổi khá là lớn trên thị trường, trong đó có Animoca Brain, back kịch cho rất nhiều các cái dự án lớn làm về mảng GameFi đúng không? Và vào tháng 2 năm 2022 vừa qua thì nó thu về khoảng tầm 70 triệu đô la qua việc bán NFT nha. Với 10k NFT bán rất là nhanh và hết cực kỳ là nhanh chóng. Hiện tại giá hiện tại của mỗi NFT trên OpenSea là khoảng tầm hơn 1 ETH đó. Và làm thì mọi người sẽ làm như sau này. Đầu tiên anh em sẽ truy cập vào đường link ở dưới phần mô tả của video, cái đường link thứ ba đó. Ở đây thì anh em sẽ điền giúp mình cái code nhé, mình có để cái link code ở dưới phần mô tả của video, và mọi người điền code đó thì mọi người sẽ nhận được 200 point nha. Sau đó thì mọi người sẽ kết nối tài khoản Twitter của anh em đó. Nếu mà trường hợp bị lỗi thì anh em sẽ fake IP giúp mình nhé. Fake IP là có thể là được bình thường thôi, còn không lỗi thì làm bình thường nhá. Sau đó thì mọi người sẽ làm một số các nhiệm vụ dưới này thôi, như là đổi tên của trên Twitter đó, và mọi người sẽ làm mấy nhiệm vụ liên quan đến like, retweet nhé. Hàng ngày thì mọi người sẽ có cái lượt spin là quay đây để trúng được cái point đó. Mọi người may mắn thì nhận được 1.000, 3.000 point rất là ok luôn. Đó, đây mình quay thì nhận được 250 point đó. Sau này sẽ được quy đổi sang token nha anh chị. Đó, hiện tại đây sẽ là cái số point. Ok, và còn 17 giờ 29 phút để chúng ta có thể là quay vòng tiếp theo. Hiện tại thì vẫn làm được bình thường và mọi người cố gắng làm ngay nha. Và sau cái dự án này chắc chắn là cái dự án Gombo rồi. Gombo là cái dự án mình đã chia sẻ cho anh em khá là nhiều nhá. Dự án này thì được backkit trực tiếp bởi Bala Lab luôn.
và tiềm năng listing bài đen cũng rất là cao. Tuy nhiên thì hiện tại chúng ta vẫn làm được, đang ở season 2 nhá. Anh em sẽ đọc hướng dẫn ở đây bởi vì rất là dễ thôi. Kết nối tài khoản, sau đó làm một số các nhiệm vụ trả lời quiz câu hỏi đó. Còn câu hỏi nó khó quá thì anh em có thể là hỏi trực tiếp ở dưới phần bình luận của video. Mình sẽ trả lời trực tiếp cho anh em cái mã code đó để mọi người nhập vào nhá. Nó sẽ có một số các cái code mà ở các cái buổi MA á. À, thì mình sẽ lên và tổng hợp lại cho mọi người và chúng ta điền vô trong đó để chúng ta sẽ nhận được cái point và sẽ có cơ hội nhận airdrop rất là lớn của dự án Gombo nhé. Ok, và như vậy thì qua clip rất là ngắn này mình cũng đã tổng hợp lại rất là nhanh cho mọi người các cái dự án có tiềm năng airdrop rất là lớn nhé. Đây đa phần là những dự án mình cũng đã lọc lại cho anh em rồi và mọi người sẽ thấy rằng hiện tại đây thì trend nó đang là cái xu hướng liên quan đến airdrop ạ. Airdrop để lấy cộng đồng và airdrop thì nó sẽ tạo lên tiếng vang của cái dự án đó, và rất nhiều cái dự án sau khi mà listing sàn xong thì còn boom rất là mạnh luôn á, như là chúng ta nhận ban đầu 1.000 đô, sau đó thì mọi người hold, mọi người lại có thể là tăng được thêm tài sản qua hình thức đó là airdrop, lại nối tiếp airdrop như là cái dự án Dream này, dự án CSTA đúng không, hoặc là Atom đó. Ok, và nếu mọi người cảm thấy clip của mình hữu ích thì hãy thả cho mình một like, đồng thời subscribe kênh YouTube và những cái thông báo lên nhé để không bỏ lỡ qua tất cả những nội dung quan trọng từ thị trường này. Và nếu mà anh em chưa có tài khoản của các nền tảng sàn giao dịch tập trung lớn hiện tại ấy, thì anh em có thể vào các cái đường link ở dưới phần mô tả ở video đó để mọi người đăng ký và mọi người sẽ được giảm phí giao dịch. Đồng thời như vậy thì mỗi một sàn sẽ có những chương trình bonus riêng. Đây sẽ là các cái sàn hợp tác trực tiếp đối với cả kênh YouTube của mình. Anh em đăng ký thì mọi người sẽ nhận được rất nhiều cái lợi ích nhá. Ok, xin được cảm ơn anh em và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những clip sau.